Vâng, quý vị và bà con đang theo dõi trận thi đấu đầu lèo nhất. Đầu lèo thì sẽ có hai trận. Và hiện nay có hai keo thì đô Nguyễn Văn Tuyên của Bắc Giang mang khố đỏ đã nhất thắng một keo rồi. Và hiện nay đô Nguyễn Bá Lực của Nghệ An mang khố xanh xin theo. Vâng, kính thưa bà con, trọng tài phát thanh lại được anh chị Minh Phát thưởng cho 200.000 đồng. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh chị Minh Phát rất nhiều và xin kính chúc anh chị cùng toàn thể gia đình một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an. Trân trọng cảm ơn anh chị rất nhiều. Và trọng tài phát thanh cũng xin xung cái quỹ này của cái tiền thưởng này của anh chị vào ban tổ chức giải. Vâng, xin mời anh Nguyễn Duy Hưởng là chủ nhiệm câu lạc bộ vật sẽ ghi cái sự ủng hộ này của anh chị Minh Phát ạ. Xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Mời idol chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp đấu bắt đầu. Vâng, xin mời hai đôi đứng giữa giới, chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu vừa qua. Ở trận thi đấu vừa qua đầu đèo nhất, đô Nguyễn Bá Lực của Nghệ An mang khố xanh nhất thắng đầu đèo nhất. Vâng, đại diện bà con cho một tràng vỗ tay thật to cổ vũ cho đô lực của chúng ta. Đầu đèo thôi. Vâng, xin mời hai đôi đứng giữa giới đi. Hai đô của chúng ta sẽ nhận phần thưởng mỗi đô 100.000 của ông bà Vinh Hạnh dành